nói thú đi. Hello, hello. Getting ready going to New York, Long Island. Hello, hello. Chị Hương. Đang quay đây mà được. Chuẩn bị đi chơi ở nhà, chuẩn bị đi chơi ha. Ai cũng chuẩn bị ha, chưa gì chuẩn bị hết ha. nhớ mới đi nhớ mà. Bye bye. Hai ngày bằng 2 năm đó nha. Xa hai ngày bằng xa 2 năm đó chung quen rồi. Ok vậy. Đó, lâu đó. Về cho mình chuẩn bị đi. Hello, mới tới New York. Đi 2 tiếng rưỡi gần 3 tiếng đồng hồ kẹt xe. Anh Trương qua bển. Trời, hưởng thụ được cây bông nè. Người mẫu đứng chụp hình. Đẹp quá. Chụp trước đi cho người lớn chụp. Bốn người lớn trước đi. Anh chụp luôn. Đến thấy cô. Chị đứng chụp hình với con tạo tạo dáng. Chụp cho mỗi kiểu giống như đứng đây người đứng kia đủ cái cạnh. Làm ghê quá. Lạ như cười mẫu. Tập nó qua đây. Chụp gia đình vô luôn đi. Oh man, sao muốn cái táo được hết rồi. Vô đây nè. Dạ, tiếng nghe chầm thôi. Nha. Yeah, I did. Cháo hả? Cháo gà. Chị Hương ăn gì đó? Bánh xôi à? Bánh nhỏ làm cháo không? Mắm mút. Dạ, ăn rốt biến thì dạ không, chút xíu ra ngoài. Thì ra ngoài ăn đó. Cháo gà. Cái này hương con. Gà ở đằng kia kìa. Trời ơi, chanh đây mắm mắt quá. Trời ơi. Qua mấy ngày thôi mà. Dạ ít thôi má. Lẩu gì? Lẩu dê. Thì bữa ăn là trước, ăn cháo ăn lẩu dê. Cái nào? Cũng được, sao cũng được. Lẩu dê đi. Lẩu dê đi. Lẩu dê đi. Lẩu dê đi. Bột bột viên nó ngon lắm á, bột viên nó ngon lắm. Ăn hết.
hỏi tiền đâu. Chứ cứ lâu hoài. Từ từ nó cũng busy quá. Busy thôi. Mấy sáng cho đi 2 ngày thôi, giống như là cái tháng. Ừ, sáng nghi nó bụi dọn nhà, đi dọn nhà. Rồi ơi. Rồi. Má chị Hương ăn chút xíu đi cho nghỉ ngơi chút đi. Đủ lạnh rồi, chưa ta ngồi mùa này hết trăng lắm. Mùa chút mày ăn lẩu thôi. Oh yeah. Cá đối. Cá đối nướng. Đúng rồi. Có tắt nó dưỡng, có tắt nó. Lấy cho tắt nè, vô. Ồ, tắt ở nhà không? Nhà tắt nhà. Ồ, có lý á. Cái này nó tắt rồi. Cái này thơm luôn á, nước không á. Ừ, đúng luôn. Ừ. Một hai cái được rồi con. Vậy thôi hả? Thả chua thì thêm miếng ấy. Dạ. Yeah. Muối nữa, yeah. Tại dưỡng thằng ăn hai trái đất á. Cái này rồi mình bóc ra làm sao ăn? Lột da ra thôi, ăn thịt thôi. Lột da ăn thịt. Thôi. Mình giống ở dưới quê lên. Không biết ăn. Ăn thịt ngọt, cá này ngon. Lột da bỏ thịt ăn xương. Cái nó càng chết nữa. Nó giòn lắm, xương nó giòn lắm, cá đói nè. Cái muỗng không thấy vừa. Cái hộp muỗng mình ngay chỗ cái góc đó trên. Nặng tắt vô mắt. Có tắt đàng hoàng luôn rồi. Có tắt luôn rồi. Tắt nè, nặng sẵn nè. Này má vừa. Chị múc miếng nước rồi vô. Ngon. Ngon phải không? Thử này béo dữ nè. Má cắt cái bỏ vô đi. Ủa, em làm chung á. Làm chung luôn á. Tí nó không có ăn đâu. Thấy gì xương này kia là mấy em này giỏi lắm. Nó ăn đi. Ăn được hết á. Thôi để chút nó ăn cá hoài. Nó ăn lẩu đi. Cá này má chưa ăn đâu à. Chưa. Này má lấy nhĩa này má. Chỉ má làm. Nè má coi má lột da nó ra vậy nè. Lột cái miếng da. Lột miếng da nó bóc lên vậy thôi má. Nè nó ra vậy nè. Cái này bự bự chút xíu nó dễ ra. Cái này vô ăn xong kén. Vô mà nó bụng nó ca cứt. Nó nhiều lắm. Lấy vừa. Ok. Cái này được không? Được rồi đó, con nó cũng được. Nó còn nóng. Lột cái da bỏ vậy nè. Cửa mở mà phải không? Cái này là cái gì mà có quần dạ thòn vậy con? Cái này mình đi lọ dưới nước. Dạ. Lọ dưới quay nước. Quay hai người đẹp đi. Tối nay thử xuống. Dám dạ, không? Lạnh lắm vợ ơi, con chắc không dám xuống rồi. Không dám hả? Dạ, lạnh. Dám đâu. Chắc lạnh á. Thấy lạnh quá. Ngồi trên xe chơi, ngồi trên xe. Ngồi trên xe thôi. Ngồi trên xe tính tiền á. À, ngồi trên xe hả? Cứ việc sao thấy cảnh sát lại Mỹ đuổi á thì phải đi xuống nha. Ok. Ở Mỹ này cảnh sát có lại nữa nhưng mà xuống là phải xuống. Không chạy xe đi mà chạy xuống nước. Đúng rồi đó, lọc ra cho nó mới lọc nè. Đó vậy đó. Đồ nóng ra khói ngon á. Bỏ gì? Bỏ da. Đó lọc cho nó dày dày á, lọc chị Hương lọc đi dày thôi. Đó vậy đó. Đó, thấy chưa? Đó, thịt đã không? Ba má lọc rồi đó, ngon không má, coi chừng xương nha. Đó, đây nè. Chừng xương nha cô, còn nóng hổi con giận cô. Nè, chị chấm ở đây nè. Chị Hương. Mấy gì? Muối chừng xương đó nha, có xương đó nha. Bỏ vô con gốc á. Giúp mẹ cài lắm, mà muối ngon. Ai ăn kim chi vậy? Em. Cả ngọt quá không? Em ăn kim chi không? Không. Ăn kim chi. Hương ăn không? Giúp, ai ăn lấy giúp nha. Để dặn đường tới cho nó ra đây nó ăn. Hiểu. Xương chứ, nó đói là xương nó béo. Yummy, fish time. Nó
chỉ có xương kéo cái bụng thôi, còn chính giữa cái đuôi nó không có xương. Đi được con con, có xương chừng đó. Ăn là cẩn thận. Đó là ăn bốc. Chị Hương mới đây qua mấy tiểu bang rồi ha. Nếu mà tính từ nhà là qua nữa coi. Mấy đi lên nè. Ngồi đó ấm luôn á, bán ngồi đó ấm á. Đốt ấy được mà, đốt lửa kia được mà, nhưng mà ỏi. Hồi nãy vừa kêu lại ôm từ giả chạy vô để đi ba cũng cười ba đứng mắc cỡ kêu lại chạy lại hai ngày giống như hai năm để chạy ôm. Nghe má nói, tai ông nghe tôi nghĩ. Đợi kiểu mà đợi khuya, có người ta cũng nghĩ giống mình. Nữ mày nhiều rồi đó ha. Nữ mày nhiều đây thôi. Dạ, hết rồi mà. Không mà, cái bụng hơi lên nha. Y như cá kèo vậy đó. Đắng. Bên đây đâu có cho. Rồi đấy. Có ai cho cái này mình văng sâu vô. Nhiều khi nó biết nó lầm lơ, nó cũng đâu muốn sắp luôn đâu. Cái này nó thôi. Cho nó thấy chiếc mặt nó bắt lớn vậy. Mới là tiêu. Để 1-2 ngày. Mua nó cứng trái luôn, bọn này nó chín mà nó. Cái này ngọt hết, chim đang hết trơn rồi. Cái loại trái này trái màu vàng. Này màu vàng. Ăn không kịp chim luôn á, tính là không kịp chim ra hết. Nó chồng cho má cây khác rồi. Nhà nó giờ nghe mùa mấy cây cho ăn trái. Bảo. Ô, cho này. Khe. Có hả? Còn á, cái cây phe cao á, mặt hàng quốc nữa. Cái lê á. Lê á. Cái lê đâu? Đó. Đó con chồng á hả? Lâu. Con mới đang để cho sóc ăn không? Khoai ăn cũng ngon. Có chừa cho má mấy trái dừa gan con chậm đây nè. Để con nó làm nước cốt với rồi cho má ăn. Ngon không này, cái này của chị Tiên hả? Con này bự thế. Đó con này bự quá trời. Ok, hai đường này, hai đường. Hai đường. Ồ cái hình này đẹp nha, ở ngoài sau đẹp quá chừng luôn ha. Cái này là tấm hình này nhìn nó sao đẹp quá chừng luôn. Đẹp. 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 Có đẹp hay sao? Biết gần tiếng Anh ghê. Hai bà chị cháu ngồi chính giữa. Đó, đúng rồi, cháu ngồi chính giữa. Hai người chị ngồi hai bên.
Không gì là thì bắt cua đâu đây, ta lạc cửa rồi, lạc cửa cái gì, chưa bắt được con nào hả gì Trang? Thì Trang nhăn mày chút xíu cũng được nhỉ. Sao cái vậy? Ơi có chồng này. Bữa nay mình đi quay phim thôi nha, ok. Nên làm cameraman thôi, ok. Thank you.
em thành phố. Kiếm trên đây con này. Ở trên đây con này. Này này này, kiếm cái đèn pin cho đây nè. Kiếm. Lên chút nữa. Nó. Mr. Crab. Cá lưỡi trâu á hả? Nước có thối luôn rồi.
ba bốn con đang quay phim. Không lưới có gì? Giờ này đi bắt cua chỉ thấy đèn pin. Không. Nó sôi càng càng luôn. Nếu mà lỡ dở tất cho hai nồi cơ. Ừ, chắc em điểm được cho hai nồi đó. Ừ, để lên. Nè. Mang sôi. Oh. Hôm nay thu hoạch được một thùng cua. Quá trời vui. Bự nữa. Đang quay trên cầm đó nè. Con cua tươi quá trời luôn. Thành phẩm. Đó, thành phẩm chờ ẩm vớt lên tính cầm rồi đó. Sợ đóng. Sợ đóng. Đây nè, chị Hương đây nè. Đóng thấy bà luôn. Đóng lắm. Tại anh vớt lên anh tính cầm. Con này nó bự rồi. Cái này chút xíu nó lấy ra được rồi. Chị Thương ăn thử con cái này là ngon ngọt ghen mến mắt rồi. Ăn thì rút như vậy thôi. Quá trời luôn. Đó. Đó. Món đặc biệt. Mốt mà lấy gì canh bè. Cu mới bắt về. Ủa? Em cái giá. Cả nhà rồi enjoy. Xong ăn sớm rồi. Ủa hát mì chứ. Rồi.
chị ơi, ăn chị vậy thì sao huy bớt đi, không không ăn cái con đó luôn. Ủa? Không ăn của con đó. Ủa vậy? Dạ. Con hả? Con cháu non má ơi. Chưa có giá mất học. Đây có giá rồi. Đâu đây? Đâu? Con đâu đây hả? Dạ. Cầm nước luôn. Dạ, lấy cái bự bỏ trên nồi. Ok, lấy vô. Có là có liền. Muốn một cầm lên. Múc bên một tờ. Lấy bổ ai vậy? Ăn bổ không? Ăn mì kìa. Ăn hai cái hả? Ngon. Cái gì mới mua ăn mà. Gì đâu? Mới mua đồ giả quá trời. Ba cái nữa. Đó, đúng rồi. Rồi nguyên một hộp của con nó vô nè. Ok, rồi con đó nè. Đây. Rồi để góc nào đi, để góc trong nữa hay. Thôi để đây. Một miếng thử chị. Đây đây đây. Thôi thôi, còn gì bằng nữa. Đẹp á. Đó. Chụp đi nha. Mai xin luôn. Wow, cái này chụp mà anh về luôn kìa. Mặc sổ. Trời, phi nào bằng cờ không? Dạ, yeah, được mấy cái đói à. Được mấy cái đói. Này phi nào bằng cờ câu cá không luôn á. Nè. Ừ. Thôi, rồi. Thôi đi. Lấy con siêu ra bệnh nè. Để gỡ lấy con sang sót ra kìa. Ủa, nó dính gì nè? Ừ, dính hẳn vậy đi. Cái mình bỏ thêm tay. Ủa? Phượng về tháo được cái lưới. Gỡ vậy này. Hả? Chị nhắm mang hơn á. Mê, không nhận một mình. Gái đó, một mình đó. Mà văn về ít có ăn lắm, toàn là cho. Mà quýt lời cái này không có được bao nhiêu cá đói ha. Toàn là khi nào băng cờ không à. Toàn nó vô nguyên school luôn á. Băng đêm là ít có, không có cá đói. À. Tối là hết cá đói rồi. Có sen sót kìa. Được đó. Ok. Thấy gì cái dây kia chỉ kéo đâu, cắm ở đâu? Hả? Có con cua. Shark. Sen shark. Yeah. Cá đói. Có anh Thanh
Oh yeah, check out the fish. It's ready to cook. Fresh off the boat. Nè, cá kìa, cá đói nè, dính nè, dính lưới nè. Chuẩn bị đi xuống. Ooh, thấy chưa? À, chuẩn bị đi xuống nè. À, đây đây. À. Đẹp chưa? Hơi lạnh lạnh nhưng mà vẫn đẹp. À, check this out. Coi nè, cá nè. Trời ơi, nó vũ vũ nè. Ồ, nó dính nè. Chứ chỗ này đang đêm quay đi nè. Rồi rồi. Rồi, rồi, coi kìa. Oh my god. Coi kìa. Ở chỗ này ban đêm có cua luôn á trường. Con nhỏ nhỏ. Một cái vườn dài đó đây nè, còn nữa nè. Đâu chứ. Con anh chưa con táo lẹ. Anh chưa con táo lẹ. 15 giây là dưỡng. Gỡ xong rồi mình gỡ con mất. 15 giây là dưỡng. Không, giờ mình cũng tiến bộ rồi đó. Cái này để ngồi đó mình nhìn lo, chơi đi. Nhìn lo, chắc này miên hữu. Cá chiên. Cá đối chiên giòn. Cá đối chiên xù. Chiên xù. Ngon lắm. Cái này là section B. Còn cho dưỡng thấy rồi đó. Ngày bố cũng thích làm. Dẻ không? Trời ơi, bao nhiêu cá sao làm nguyên tô mắm me. Cái này chắc đem về nhà quá. Cái này chắc to go quá. Nên mình để dành được. Bỏ bình thê nè, cắt vô. À, bây giờ đây mình thấy cái này rồi cái cá kia hình như. Cái kia quên lãng quá rồi. Nó đợi lâu quá nó khô không ngon. Cái này á hồi nãy chị Tiên không con... hai lần cuối không có dính con snapper nào, không có peanut cá xương nào hết đó. Chiều nó không có cá xương. Trời ơi. Xuống á nó nhiều. 8 giờ tối, 8 giờ 9 giờ đâu có khoảng 10 11 giờ đêm em ra là em thấy số. Chút nữa nếu mà 10 giờ ra là em gỡ có cá đói. Trời ơi, cái đợt đầu tiên xuống trời khóc luôn, dở lên không thấy con cá nào hết, toàn là cá xương không à. Cứ quăng lên nóc nhà, quăng. 10 giờ đêm em ra ok. 11 giờ 2 giờ là khóc luôn. Cá xương. Mình vô tối nay. Nhiều không? Nhiều khi nó vô mình đâu có biết được, nhưng mà trời tối tối nay đi thăm lại không? Chị Hương ăn cá gì đó chị Hương? Cá đói. Cá đói chiên xù. Chấm nước mắm me, chấm mắm me. Ở Bình Định hôm nay không có ai có cá đói đâu. Hello, Mondays. It's time to go on the water. Having a good time. It's all my friends. Check this out. Nice view. Check this out. Chương nha.
rồi nha. Được cá rồi. Okay, here we go, man. Come on, man. Y'all, can you see him? Hello. Oh, yeah. First fish. My first fish. On the boat. Dột rồi nè, dính chút xíu. Kim ơi. Chưa có con nào. Hôm nay nhà để chụp hình.